Thế giới công nghệ toàn quốc xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn là cái bộ máy mài khuôn, máy mài khuôn mài chai. Con này là của hãng Auto. Đây. Con này của hãng Auto này. Công suất của nó là 480W. Kẹp mũi khoan từ 0.6 đến 5mm. Đây. Tốc độ của nó là 5.000 đến từ 5.000 đến 30.000 vòng trên 1 phút. Đây các bạn nhìn rõ tem mác nha. Đây, con máy này thì là kẹp được mũi từ 0.6 đến 6.5 nhé. Thì đây tôi sẽ test con máy này cho các bạn xem. Thứ nhất là về cái đầu mũi thì tôi sẽ sử dụng một cái mũi, bộ mũi làm gỗ. Đây. Tôi sẽ lấy một phay gỗ này. Đầu tiên tôi sử dụng cái mũi phay gỗ chân 6 nhá. Đây. Đây, mũi này mũi chân 6 ly này. Đây. Đấy, tôi sẽ kẹp vào con máy này. Quên lỗi đang sai số 0.3 0 reset lại. Đấy, chân 6 ly. Ok. Thì chân 6 ly thì đưa vào con máy này vẫn là bình thường, tại vì kẹp mắc của nó là 6.5. Đây, các bạn nhìn chưa? Khóa nó nằm ở đít này. Các bạn lôi cái khóa đít ra. Bạn chặt, siết chặt nó lại. Đây là tôi kẹp thử mũi 6 nhá. Test máy nhá. À đúng, trước mắt là tôi, đây là khoan Auto này. À, con mài khuôn mài thẳng Auto này. Tốc độ từ 5.000 đến 30.000 vòng. Vì sao nó có từ 5.000 đến 30.000 vòng? Vì bên này nó có... Đây, đang ở cấp số 1 này. Cấp số 1 của nó là 5.000 vòng 1 phút này. Cấp số max là cấp số 5 này. Thì là 30.000 vòng 1 phút này. Tôi để cấp nhỏ nhất này. On off này. Luôn on off này. Rất là an toàn. Mở lên và chỉnh tốc độ. Đấy. Này. Cắm điện này. On này. Chỉnh tốc độ này. Số 1 này. 2 này. 3, 4, 5 này. Rất khỏe. Tôi để cấp độ số 1 này. Tôi sẽ lấy cái mũi này, tôi mài gỗ cho các bạn xem. Đây là gỗ đúng không? Tôi sẽ mài cho các bạn xem này. Đây, cái gỗ của các bạn nó đang thẳng như này nhá, không có gì nhá. Đây, và tôi mài này. Đấy. Bay hết luôn. À, bay hết luôn. Các bạn lúc tôi cầm như thế nó khó thì mình sẽ cầm trên mặt bàn này. Đấy, các bạn mài xong nó sẽ thành hình luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lõm luôn này. À, phanh xuống này. Đấy, các bạn mài như thế đấy. Đây. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, bây giờ cái cạnh này là đang vuông góc nhá. Đây, cạnh này cạnh vuông đúng không? Tôi sẽ vê viền cái cạnh này. Tôi sẽ vê viền cái cạnh này luôn được. Đây, vê viền này. Đấy. Hết cạnh góc này. Các bạn nhìn chưa? Hết cạnh góc luôn. Bên này là cạnh góc này. Bên này hết cạnh góc rồi này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cái mũi này, cái máy này mài gỗ cực kỳ tốt. Tại vì công suất nó lớn. Đây là tôi đang để cấp số 1 này. Cấp số max của nó thì... Các bạn nghe tiếng máy thôi. Các bạn biết là chất máy nó rú như thế nào là... Nó khỏe như thế nào nó mới rú được như thế. Tắt này. Đấy. Đây là tôi kẹp cái mũi chân 6 nhá. Bây giờ tôi sẽ kẹp cho các bạn cái mũi chân 3. Chân 3 ly. Đây. Cái khóa này, khóa này. Đây là cái mũi chân 6 nhá. Đấy, tôi kẹp cái mũi chân 6 này. Bây giờ tôi kẹp chuyển xuống kẹp cái mũi chân 3 ly này.
Đây. Mũi chân 3 ly này là mũi thông dụng nhất cho các loại máy mài 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 khuôn, à mài khắc mini. Đây là cái mũi chân 3.17 nhá. Chân 3.17 này thì cả đầu kẹp đồng 3 thì vẫn cứ kẹp được nhá. Với cái máy này thì không phải lo về chân cán nó là bao nhiêu. Các bạn thoải mái kẹp, thậm chí hết kẹp cái chân bé nhất là 2.35. Siết chặt lại này. Đây, kẹp cái mũi này là kẹp mũi chân 3 nhé. Thước này là thước xịn đấy. Rồi, 3.17 nhá. Đấy. Cái này kẹp, các bạn kẹp thoải mái, sử dụng diện rộng. Tôi lại on nguồn này lên để tốc độ nhỏ nhất. Để tốc độ nhỏ nhất rồi. Tốc độ số 1. Tôi lại mài. Đây, cái chỗ này nó đang mất mô đúng không? Tôi sẽ mài phẳng nó đi cũng được, mà mài theo ý muốn của mình. Tôi mài mé bên này cũng được. Đấy. Đây. Đi rất nhanh, nó máy con máy cực khỏe luôn, 480W. Đây. Con máy 480W. Cái máy thường nó chỉ có 400W thôi, con máy này 480W nha các bạn nhé. Con máy này cứ để dùng để kết hợp với các bộ dây nối dài đều được. Thì ở cái video sau thì Thế Giới Công Nghệ Toàn Quốc xin sẽ giới thiệu với các bạn thêm nữa về cái máy này kết hợp với bộ sợi dây này, nó sẽ nằm ở video tiếp theo. Các bạn theo dõi supply sắp để được xem đầy đủ những video mới nhất của Thế Giới Công Nghệ. Thì video tiếp theo phần 1, phần 2, phần 3 thì sẽ có tất cả các loại dây nối dài đi kèm, cũng như đĩa cắt. Đây, tôi có thể kẹp cái đĩa cắt này, tôi cắt gỗ rất là ngọt luôn. Tôi tháo cái này ra đã. Các bạn video này bản quyền của Thế Giới Công Nghệ Toàn Quốc nhé. Số điện thoại hotline là 0964291858. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp qua số hotline hoặc qua Zalo để được tư vấn. Đây là lưỡi cắt gỗ nhá. Tôi có thể cắt cái miếng gỗ này được. Đây. Rồi, các bạn thấy vết cắt chưa? Cái này cắt gỗ cực kỳ ngọt luôn. Đây. Đây. Demo phát cắt ngọt luôn, cho nên tôi cái này tôi không cắt hết đâu, tại vì tôi không chuyên, tôi chỉ giới thiệu bản demo thôi. Đấy, tôi được cắt gỗ nó cực kỳ ngọt, cực kỳ sắc nét. Với các bạn làm chuyên, các bạn làm cái này thì quá đẹp, quá mỹ mãn. Đây là lưỡi cắt gỗ cắt nhôm, cắt gỗ cắt nhựa. Thì ở trên cái trong tất cả các shop của tôi ấy, thì gần như là mũi gì cũng có, kể cả mũi làm đá làm ngọc đều có hết. Thì các bạn có thể tham khảo, hoặc là nếu không biết thì các bạn thể gọi điện trực tiếp, tôi sẽ tư vấn các bộ đầu mũi để cho các bạn làm một cách hoàn hảo và tốt nhất. Nó có mũi thép thường, mũi hợp kim, mũi thép gió. Đĩa cắt này như cái đĩa cắt này là đĩa cắt thường này. Đấy. Cái đĩa cắt này nó rất là mỏng để các bạn làm những cái chi tiết nhỏ. Còn với các cái đĩa cắt dày ấy thì các bạn, đây cũng là một cái trong những cái đĩa cắt này. Đĩa cắt của nó, cái này là dày 0.8 này, nhưng cái này thì dày, thì cái chiều dày của nó này quá thấp. Chiều dày đĩa này có 0.3 này. Còn các cái đĩa chiều dày của nó là 0.8, mình đều có hết toàn bộ. Các bạn có thể liên hệ qua Thế Giới Công Nghệ Toàn Quốc theo số hotline 0964291858 để biết thêm thông tin chi tiết. Đây, tôi vừa giới thiệu cho các bạn sơ bộ về con máy Auto 480W kẹp mũi từ 0.6 đến 6.5 V.
vòng tua từ 5.000 đến 30.000 vòng một phút. Con máy rất là chắc chắn. Con máy này được đi kèm là một bộ đôi chổi than và một hai cái mũi đá. Về các bạn thể ra công thử. Ok, Thế Giới Công Nghệ Toàn Quốc vừa giới thiệu bạn về con máy rồi. Thì sang phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ kết hợp con máy này với các cái đầu dây khác nhau. Thì các bạn sẽ theo dõi ở phần ở video tiếp theo, đó là video máy mài khuôn với các dây nối giả. Nó là phần 2, còn đây là phần 1 nhé các bạn nhé. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi.